Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Hôm nay nhà Uyên Quỳnh thì tới mùa hoa bách hợp nở rồi đó các bạn. Năm nay thì hoa vàng không có nhiều, có những loại hoa hồng, hoa mà hồng đậm, hồng lợt rồi màu trắng thì năm nay rất là đẹp. Uyên Quỳnh rất là mê loại hoa này luôn ha. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ những tâm sự của những anh chị đi tìm người yêu của mình. Uyên Quỳnh hy vọng rằng những anh chị tham gia chương trình sẽ đạt được những ước mơ của mình. Và hiện tại chương trình của Uyên Quỳnh đang mở ra chương trình dành cho hội viên. Nếu ai là hội viên của chương trình sẽ được ưu đãi trong gói hội viên đó. Và cũng sẽ tùy theo từng cấp độ của hội viên. Uyên Quỳnh cũng luôn khuyến cáo các anh chị rằng nếu đã quen nhau, đang tìm hiểu thì hãy cẩn thận trong chuyện tiền nong nhé. Và các anh chị phải tỉnh táo sáng suốt trong mọi tình huống để tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nào Uyên Quỳnh, mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Em chào chị ạ. Em chúc chị Huyên sức khỏe ạ. Em chào tất cả mọi người đã đến với kênh của chị Uyên Đinh ạ. Rồi em giới thiệu về mình ha. Và chúc Rồi em có thể giới thiệu về mình, em đừng đưa mặt vô như thế nha, ngồi bình thường thôi. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Phương. Em năm nay 34 tuổi ạ. Sống ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 34 tuổi hả? Thấy còn trẻ quá vậy, chị cứ nghĩ là em hai mấy thôi. Dạ, em 34 ạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ. Dạ, bán thuốc ấy chị. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, em bán được 2 năm rồi ạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, hiện tại là em đang độc thân ạ. Chồng em mất 6 năm rồi ạ. Ông xã em mất rồi. Rồi Dạ. lý do gì sao ông xã em mất? Dạ, chồng em bị tai nạn ạ. Rồi em có được mấy bé? Dạ, em được một bé ạ. Con trai ạ. Con em đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em năm nay 6 tuổi. Con nhai, cho lịch sử pai pai pai, xây dựng bảo vệ, cho quý vị chú trích tên sao. 407-222-5577, hãy phát triển, hãy lấy tiền. Em là dược sĩ, em bán thuốc cho người ta hay là em bán cho em? Dạ em bán cho cửa hàng ạ. Em bán cho trong bệnh viện luôn ạ. Em có làm cho Dạ. bệnh viện nữa. Dạ. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là thân thiện, vui tính và nấu ăn rất ngon ạ. Giỏi ha. Rồi Dạ. em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là dễ khóc. Dễ khóc ạ. Tại sao dễ khóc? Là ai nói mình buồn xíu là khóc liền á Dạ. Rất là dễ bị ướt ạ. hả? Rồi như thế là khi nào em mới khóc, tới khi người ta có người dỗ mới nín hay là tự nín? Dạ, cùng cùng tùy ạ, tùy lúc ạ. Vậy đó. Dạ. Chị nghĩ là sau khi ông xã mất cũng khá lâu như thế thì chắc cũng có nhiều người đeo đuổi em. Em vừa xinh đẹp rồi vừa giỏi nữa, chắc cũng có nhiều người đeo đuổi lắm hả? Dạ, em thì buổi ngày thì mặc đi làm ạ. Còn buổi tối thì thường thường chở con đi học thêm hoặc là dạy con học ạ. Nên là cũng không có thời gian đi chơi nhiều. Nên bạn bè thì lâu thấy cũng đi chơi với
các chị đồng nghiệp thôi ạ. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Em muốn tìm một người đầu tiên là phù hợp về tính cách ạ. Tính cách em muốn là vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt là chung thủy ạ. Em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Em nghĩ chắc là tầm 50 tuổi đổ lại ạ. Dạ. Độ tuổi đó thì cũng còn khá sung sức, nhưng mà nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ là hút thuốc uống rượu thì là cũng là một chuyện bình thường, nhưng mà em nghĩ là cũng có thể khi quen em rồi là em cũng có thể khuyên anh hạn chế là một tí được ạ. Có nghĩa là hút thuốc uống rượu thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đừng có quá giới hạn ha. Dạ, đừng quá giới hạn ạ. Rồi con em như thế nào? Có ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa không? Dạ, con em thì vẫn đang còn hơi nhỏ, nên là cũng đang còn thoải mái kìa. Chưa đến tuổi để mà biết cấm mẹ hay là ủng hộ mẹ. Em chưa bao giờ nói ồ mẹ sẽ có bạn mới hay sao? Chưa bao giờ thử ha? Dạ, sau hôm nay thì chắc em sẽ thử hỏi. Rồi hiện tại hai mẹ con em đang sống chung với nhau hay em sống chung với gia đình em luôn? Dạ, em đang sống chung với con với bên ngoài ạ. Em dạ. Có được mấy anh chị em? Dạ, em được hai anh chị em. Hai em. Ý là em là đâu á, sáu là hai em nữa. Rồi gia đình của em á, có ai ở nước ngoài không? Dạ không có chị ạ. Cha mẹ của em chắc cũng còn trẻ tuổi hả? Dạ, ba mẹ em cũng không trẻ mấy nữa, cũng hơi lớn thôi. Rồi ai giới thiệu em xem video của chị hay là tự em xem? Dạ, của dì của em ạ. Dì của em giới thiệu ạ. Dì của em có tham gia chương trình của chị không? Dạ có. Dì tham gia và giới thiệu cho em. Dì em đang có kết quả rất là tốt đẹp, tóc bay rất đang rất là yêu đời đó phải không? Dạ. Nên mới giới thiệu cho cháu ha. Rồi sau khi dì em cũng giới thiệu cho sau khi dì em giới thiệu kênh của chị cho em á, rồi em có coi video của chị không? Dạ em có coi ạ. Em có xem mà cũng được nhiều video của chị rồi. Rồi em cảm giác như thế nào? Em có cảm thấy mến mến được anh nào trên kênh của chị không? Dạ chưa chị ạ. Em rồi chiều cao của mình là bao nhiêu? Của em là bao nhiêu? Dạ em cao 1m55. Em nặng dạ gì? Em nặng 50kg ạ, 50kg. Giữ dáng cũng khá hay ha. Chỗ em dạ có thuận tiện để em đứng lên cho mọi người thấy dáng em không? Dạ. đang mặc đồ ở nhà một tí chị ạ. Ok. Mặc cao cũng khá là dễ thương ha. Dạ. Rồi em thích một anh bạn làm quen với mình đó, chiều cao khoảng bao nhiêu? Ngang em trở lên là được chị ạ. Em thích anh ấy là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ nói chung cũng tuy, nhưng mà lanh lẹ hoạt bát một tí thì là cũng ok hơn. Ông xã trước của em á là làm công việc gì em? Dạ ông xã của em cũng buôn bán chị ạ, kinh doanh buôn bán. Là đang là nãy em nói là ông xã bị tai nạn xe hả? Dạ. Em thích anh là bạn của em
Trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ, nói chung là cũng tùy nhưng mà em vẫn thích lanh lẹ hoạt bát hơn một tí ạ. Rồi với công việc của em á thì em làm cũng khá lâu, thì trong tương lai em nghĩ là em có mở rộng ra thêm hay là em có muốn thay đổi công việc không? Công việc khá là good rồi. Dạ, hiện tại thì em cũng đang hài lòng với công việc của em, nhưng mà em vẫn phát triển hơn. Em có khi nào nghĩ là mình sẽ mở một tiệm thuốc tây cho Mà mình không? em vẫn muốn mở một tiệm thuốc tây riêng cho mình. Bây giờ em đi làm như thế là em làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, em làm thường thường là từ sáng là từ 7 giờ đến 11 rưỡi trưa, rồi buổi trưa nghỉ, rồi bắt đầu từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Dạ Rồi cuối tuần em có được nghỉ không? dạ cuối tuần đi có lúc được nghỉ, có lúc thì phải trực dạ. Rồi thí dụ có thời gian rảnh rỗi thì em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Dạ, thời gian rảnh rỗi thì có lúc thì đi với các chị đồng nghiệp đi uống trà sữa. Còn bình thường thì em cũng ở nhà chơi với con. Dạ. Em có sở thích đi du lịch không? Dạ, cũng thích đi du lịch lắm nhưng mà thời gian hạn chế lắm chị ạ. Nên là không đi du lịch được nhiều. Hồi đó giờ em đã đi từng đi được những nơi nào rồi? Em thì chỉ có đi các thành phố thôi, còn nước ngoài thì em chưa đi du lịch được nước mỗi hết. Dạ. Rồi em có sở thích đi có sở thích thích hát karaoke không? Dạ, vì hát dở nên là cũng ít khi đi 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 hát chị ạ. Chỉ có trong nhà hay lấy mic ra hát nghêu ngao với chị em với mẹ thôi. Dạ. Hồi nãy em nói là em nấu ăn rất ngon thì em nấu được nhiều món không? Dạ có, đa phần là em nấu được hết chị ạ. Wow, giỏi vậy đó hả? Nấu tiệc luôn hả? Chúng lên nấu những cái món mà cùng đơn giản đó. Sau Dạ. khi ông xã em mất rồi á thì em không quên ai hết. Sau đó thì bây giờ hiện tại bây giờ nè, em nghĩ rằng á một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em nghĩ là chắc là sự chung thủy là đầu tiên gì ạ, và đến với nhau thì nên biết trân trọng nhau và sự chân thành. Sự chân thành là cũng là rất quan trọng ạ. Em nghĩ là rửa em nghĩ là thế. Chỉ cần có dạ chân thành là có hết được được hết phải không em? dạ Có ai nói là em hơi khó tính không? Tại vì sau khi ông xã mất em trẻ trung rồi xinh đẹp nữa, chị nghĩ là em nói là em mất lạc mất bận đi làm, nhưng mà theo chị dạ thấy thì chắc cũng không ít người theo đuổi em đâu. Thì mọi người xung quanh có nghĩ là em khó tính không, cho nên tới giờ em vẫn còn độc thân không? dạ nếu mà những ai em biết á, thì sẽ nói em khó tính, nhưng mà ai mà là quen với em với là các chị bạn bè thì lại nói em rất là vui tính ạ. Vậy đó hả? Thông thường là em vui tính. Dạ dạ em cũng tự cảm nhận được là mình vui tính. Dạ, em cũng thích hoạt bát đó ha. Dạ. Ở quê em á là có khu du lịch không? Dạ có chị ạ. Ở chỗ em có Đồng Phong Nha. Vậy đó hả? Dạ Phong Nha Cái Bang á. Dạ. Chị cũng chưa tới đó lần nào. Rồi có món gì đặc sản không? Dạ đặc sản thì cũng nhiều chị ạ. Nói chung cũng nhiều dạ. Con của em á là nãy em nói là con trai hả? Phải không, con trai hay con gái? Dạ con trai chị ạ. Con trai. Khi cha mất như thế thì bé biết không?
Dạ, lúc đó bé con nhỏ nên là cũng chưa biết, lúc đó được mới được 2 tuổi chị ạ. Rồi sau Dạ. này như thế nào? Dạ. Rồi bây giờ bé lớn thì bé biết hả? Dạ, nói chung lớn lên thì ông ba lúc còn ông ba rồi em cũng 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 có nói quá đó cho bé biết đó. Dạ. Cha mẹ của em làm công việc gì? Dạ mẹ em cũng buôn bán chị ạ, kinh doanh. Còn bà em làm ở bưu điện chị ạ. Nếu như một người muốn làm quen với em á, thì em nghĩ là anh ấy thì em có giới hạn cho anh ấy ở đâu không? Ở đâu cũng được hay là sao? Dạ em nghĩ chắc là ở đâu cũng được ạ. Hồi nãy em nói là độ tuổi 50 trở xuống. Nhưng mà thí dụ khoảng 50 mấy muốn làm quen với em thì em nghĩ như thế nào? Dạ chắc là vẫn vẫn có thể được ạ. Phải Dạ coi, phải coi tính tình của anh ấy như thế nào phải không? dạ Nhiều khi nhiều duyên, lúc phải nói chuyện là chị ạ. Vậy nhiều khi cũng phải là nói chung cũng tùy duyên nữa. đúng rồi. Dạ Rồi dì em giới thiệu em xem video này, xem video của chị thì dì em có chấm được anh nào cho em không? dạ chưa chị ạ. Vì em nói là con cứ tham gia đi đã, rồi nếu mà con cảm thấy có cảm tình hay là thích ai thì cho con lựa chọn. Chứ gì em không chọn cho em luôn ha. Chị nghĩ Dạ thì em hãy chọn giùm em luôn. Đó là dì ruột của em hay là dì bà con thôi? ruột ạ. Là em là Dạ con của người thứ mấy? dạ Là mẹ, ba mẹ em là, ý là mẹ em là người thứ mấy? mẹ em là người thứ tư chị ạ. Còn dì em? Dạ Dì em là thứ mấy trong gia đình? dạ chị em là thứ năm. Hình như là chị thấy là gia đình em theo ngành y cũng khá nhiều ha. Dạ Thông thường chỉ có hai mẹ con của em thôi thì ông xã mất thì ngày Tết, ngày lễ em sẽ làm gì? Hai mẹ con sẽ làm gì? dạ ý là hiện tại là em đang ở với ba mẹ em á, là ông ngoại bà ngoại á. Hai mẹ con em đang ở với ông ngoại bà ngoại. Còn bình thường mà tí thì em vẫn lên nồi chơi bình thường. Dạ em với con vẫn lên nồi chơi bình thường. Dạ Gia đình ông xã trước của em ở gần đó luôn hả? dạ gần chị ạ. Em cũng tiện cái là có cha mẹ ở nhà có thể giữ con cho em đi làm ha. Dạ có ba dự. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Em cảm ơn chị ạ. Dạ rất rất vui hôm nay khi được trò chuyện cùng chị Huynh Uyên chị Uyên Huynh và chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc. Ok, cảm ơn Dạ em. Good night em. Ba chị em chào Thủy chị nha, ạ. chị Thủy. Ba chị Thủy nha, chúc chị Thủy gặp chị Thủy sớm bên đây nha. Bye em, yêu quý em. Thank you chị. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí.
phục vụ toàn tiểu bang Florida.